Xin chào các bạn nhé. Video tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn những cái cách mà mình hay sử dụng để giúp cho điện thoại của mình luôn chạy ổn định và mượt mà trên điện thoại iPhone ở trong 2024 này nhé. Các bạn cùng theo dõi trong phần sau nhé. Đầu tiên, các bạn hay sử dụng iPhone thì các bạn rất hay có thói quen là để những cái đa nhiệm ở như này. Đó, tuy nhiên thì để cái nào nên để hoặc là cái nào không nên để. Những cái nên để thì các bạn thường là những cái ứng dụng các bạn hay dùng, ví dụ như là những cái ứng dụng mà các bạn hay dùng là Facebook, YouTube, vân vân, những cái ứng dụng mạng xã hội. Còn những cái ứng dụng mà các bạn không hay dùng ấy, một tuần dùng một lần ấy hoặc là hai tuần dùng một lần ấy, thì các bạn nên tắt đa nhiệm đi nhá. Các bạn nên vuốt đi. Đó, các bạn tắt đi cho mình. Đó, việc tắt bớt những cái đa nhiệm đi thì cũng sẽ góp phần giúp cho cái điện thoại của các bạn chạy mượt mà hơn. Tiếp theo, các bạn quan tâm cho mình cũng khá là quan trọng, đó là cái vấn đề về pin. Đó, các bạn hãy chú ý cho mình, các bạn chọn xuống cho mình mục pin nhé. Rồi, cái đầu tiên là cái tình trạng pin và sạc. Đấy, mình lấy ví dụ như cái tình trạng của mình đang ở trong cái tình trạng là bảo trì như thế này, thì nó cũng sẽ ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình, cái hiệu năng của các bạn sử dụng nhé. Rồi, thì thường thường các bạn vào cái mục này ấy, thì các bạn để ý cho mình cái tình trạng sạc pin này nó phải tầm trên 85% thì mới ok nhá. Đó, thì nó nói chung là cái pin của các bạn ở cái trạng thái tốt nhất. Rồi, các bạn chú ý cho mình. Và một cái điều nữa đó là các bạn không nên để pin dưới 30%. Đó, nếu mà các bạn dùng dưới 30% ấy, ở cái mức dưới 30% thì cái hiệu năng cũng như là cái hiệu quả trong các ứng dụng, cái tác vụ mà các bạn sử dụng nó không được tốt nhất, nó không được tối ưu nhất. Bởi vì cái tất cả những cái thông tin hoạt động nó sẽ ở trên các ứng dụng ấy, nó sẽ tốt nhất từ 30% trở lên các bạn nhé. Đó, dưới 30% thì gần như kiểu là các bạn cảm giác là sức các bạn yếu rồi ấy, các bạn làm việc nó cố ấy, nó gồng gánh, nó cố ấy, vẫn làm được nhưng mà nó cố, giống như các bạn đói ấy, gần trưa hoặc là gần buổi chiều các bạn đói rồi ấy. Các bạn làm việc thì vẫn làm được nhưng mà kiểu công việc nó chậm hơn, nó đói thì bao giờ không còn sức nữa, đúng không các bạn nhé? Các bạn chú ý cho mình. Rồi, cái cách mà mình hay làm tiếp theo đó là các bạn hãy reset nhanh, tức là reset nhanh cái máy của các bạn ấy bằng cách các bạn như sau nhé. Các bạn nhấn nút tăng âm lượng này, giảm âm lượng này, nhấn giữ phím nguồn này. Đó, sau đó nó sẽ hiển thị ra cái nút trượt để tắt nguồn. Các bạn nhấn vào cái nút home ảo này nhé. Đấy, nút home mở này, các bạn chọn vào. Và các bạn nhấn vào cái giữ là màn hình chính này. Đấy, các bạn nhấn giữ vào. Đấy, bây giờ nó sẽ hiển thị ra cái phần màn hình khóa này. Đó, thì đấy là nó đã reset nhanh cái toàn bộ cái máy của các bạn. Tức là trong quá trình các bạn sử dụng lâu ngày hoặc là thời gian nó nhiều thì các bạn hãy reset lại, nó thông xóa hết những cái tác vụ phụ thừa để cho máy nó mượt hơn nhé. Thì bây giờ để mở được ý, thì các bạn phải nhấn cái mật khẩu của các bạn nhé, thì các bạn mới có thể truy cập lại được bình thường. Đấy, các bạn thử cách này giúp mình. Tiếp theo, ở trong phần cài đặt chung, các bạn vào một cài đặt cho mình nhé. Các bạn chọn mục cài đặt chung này, các bạn nhìn đến cái mục là dung lượng iPhone. Đấy, các bạn chọn vào cho mình, thì các bạn đợi nó tính toán những cái dung lượng trên iPhone của các bạn nhé. Và các bạn sẽ nhìn vào cái mục là album đã xóa gần đây, thì của mình nó đang đây này, của mình nó đang là tiết kiệm 4.2GB. Việc này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả các ảnh và video được lưu giữ trong album đã xóa gần đây. Đấy, thì các bạn hãy chọn cho mình là dọn nhé. Đấy, xóa khỏi iPhone này. Đấy, các bạn thường xuyên kiểm tra cái này nhé, xóa khỏi iPhone này. Đấy, thì khi mà mình chọn cái mục dọn này, đấy, thì những cái dung lượng mà nó đang bị đầy, nó đang bị quá tải, nó sẽ được giải thoát và cái máy của mình nó cũng đỡ công việc, tức là nó sẽ mượt hơn. Đấy, cái khoảng việc đó nó sẽ dành cho cái tác vụ khác. Ok, và trong cái phía dưới này, những cái ứng dụng này này, những cái ứng dụng nào mà các bạn cảm thấy không cần thiết, các bạn xóa đi, chọn vào xóa đi nhé, để cho nó khoảng trống máy nó được nhiều hơn. Mình lấy ví dụ ứng dụng này thì các bạn không dùng, các bạn hãy chọn cho mình là xóa ứng dụng đi, xóa này. Đấy, xóa ứng dụng, ok chưa? Rồi, các bạn chọn những cái ứng dụng hoặc là những cái app nào không cần thiết, các bạn hãy xóa đi cho mình. Đó, tiếp theo cũng là một cách giải phóng dung lượng nữa,
để cho iPhone nhẹ nhàng hơn, đó là trong cái phần là truy cập Safari này, duyệt web Safari. Các bạn kéo xuống cho mình chọn mục là xóa lịch sử và dữ liệu trang web, các bạn chọn vào. Đấy, các bạn chọn cho mình là xóa lịch sử và dữ liệu ô đỏ này. Ok, vậy là xong. Đấy, đóng các tab. Ok, vậy là xong nhé. Thì cái công việc này nó cũng góp phần giúp cho cái điện thoại của các bạn nó thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn và quá trình sử dụng các bạn mượt mà hơn, ổn định hơn nhé. Một cái nữa mà cũng có thể nhiều bạn không để ý, hoặc là các bạn có thói quen như thế này, các bạn vào mục ảnh này. Đấy, các bạn hay chụp màn hình hoặc là chụp ảnh, những cái ảnh mà các bạn ở trong cái phần album ảnh này này. Đó, nó không cần thiết thì các bạn hãy xóa đi cho mình. Mình lấy ví dụ như đó, cái ảnh này mình chụp này, nó không cần thiết thì các bạn hãy xóa đi cho mình. Đấy, xóa ảnh hoặc là những cái video nhé, những cái video mà các bạn cảm thấy không cần thiết các bạn kiểm tra lại. Đó, các bạn nhìn như thế này thôi nhưng mà nhiều ảnh hoặc là nhiều video của các bạn nó cũng chiếm dung lượng rất là nhiều. Ví dụ như một cái ảnh chất lượng cao nó cũng rơi vào khoảng vài mê đến vài trăm mê một bức ảnh là bình thường. Hoặc là video, có video 1GB, 2GB, đấy rất là nhiều. Các bạn chú ý cho mình cái mục album ảnh này. Tiếp theo các bạn hãy tắt cho mình những cái hiệu ứng thừa như nào thì các bạn hãy làm cho mình như sau. Các bạn vào cho mình mục cài đặt này, các bạn chọn cho mình cái mục là trợ năng này. Đó, trong mục trợ năng này chọn mục màn hình và cỡ chữ. Thì trong cái mục là giảm độ trong suốt này các bạn hãy tắt đi nhá. Đấy, vì các bạn tắt đi này, đấy, ví dụ như bật lên là giảm độ trong suốt nhé, còn tắt đi là tăng độ trong suốt thì các bạn hãy bật lên cho mình. Ok chưa? Tiếp tục. Tiếp theo các bạn sẽ trở ra cho mình trong cái mục là chuyển động ở đây. Rồi, bạn nào mà đang để cái phần là tắt giảm chuyển động này thì các bạn hãy bật lên. Đấy, giảm chuyển động của cái hiệu ứng bao gồm những hiệu ứng hiển thị sai của biểu tượng đấy. Ví dụ như các bạn sẽ ra như này thì nó nhanh, bây giờ các bạn sẽ tắt như này thì nó sẽ rất từ từ đấy, nó sẽ gần như kiểu là chậm đi một bước đấy. Các bạn tắt như này đấy, nhanh. Ok, các bạn bật phần đấy cho mình. Còn một cái cũng khá là quan trọng, đó là cái phần là làm mới ứng dụng trong nền. Các bạn vào phần cài đặt chung nhé, chọn mục cài đặt, trong mục là làm mới ứng dụng trong nền. Bạn nào mà đang bật như thế này nhé, đấy, các bạn chọn wifi và dữ liệu di động, tức là các bạn đang bật như thế này thì các bạn hãy tắt đi cho mình nhé. Tốt nhất là tắt đi, không cho làm mới, tức là trong quá trình sử dụng nhé các bạn, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái update từ những cái ứng dụng, nó sẽ gây chậm cũng như là không mượt mà trong quá trình sử dụng nhé. Ok, đó là toàn bộ những cái cách mà mình hay sử dụng giúp cho chiếc điện thoại iPhone của mình trong cái thời điểm hiện tại này luôn chạy ổn định và mượt mà nhất khi sử dụng nhé. Đó, thì những bạn nào mà thấy hay, hữu ích thì các bạn nhớ like video và chia sẻ cho những người chưa biết cách này được biết đến nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.